Hồi sáng đi chợ tưởng trái này là trái hồng quân, nhưng mà giờ đọc lại mới thấy nó là trái nho rừng của Mỹ. Cái vỏ nó dày hơn, cái trái hồng, trái nho thường, dày hơn chút, có hột cũng to này. Em ăn thử đi. Vỏ nó dày hơn ha, Khó ăn lắm. khó ăn nhưng mà ngon không? Chua lắm thôi. Chua hả? Vỏ dày ha, vỏ dày hơn so với cái nho mình thường ăn.